Vừa qua ngày 20 tây tháng giêng năm 2015, thành phố Riverside ở Nam California đã có quyết định kết nghĩa chị em với thành phố Cần Thơ, Việt Nam. Nhà báo Vũ Trung có thể cho biết ý kiến của ông về việc này thưa ông? Khi mà hỏi ý kiến về sự kết nghĩa giữa thành phố Riverside và thành phố Cần Thơ của Việt Nam, thì chúng tôi cũng muốn rõ là ý kiến đây là ủng hộ hay là không ủng hộ. Thì xin trả lời ngay, khi mà chúng ta nội bộ cộng đồng mà vẫn còn có nhiều việc tự chúng ta phải sửa đổi, tự chúng ta phải thay đổi lấy chính chúng ta, tự chúng ta phải làm cho tốt hơn, đẹp hơn cho chúng ta, ổn định hơn, không ấu ó nhau, không phân hóa nhau, không mất đoàn kết với nhau, thì ngày đó thưa quý khán giả, sự chống đối và bênh vực nó đều có giá trị tương đối cả. Bên cạnh đó, sự kết nghĩa gọi là chị em, ai là em chúng tôi không bàn ở đây. Nhưng mà đó là một cái mà nước Mỹ này từ lâu rồi vẫn đã áp dụng không phải chỉ với Việt Nam, mà áp dụng với tất cả các quốc gia khác khi cần thiết vì nhu cầu riêng của những nơi họ gọi là kết nghĩa. Riêng về trường hợp một số các thành phố chung quanh vùng Little Sài Gòn, nơi mà có đông đảo người Việt Nam cư ngụ, thì quả là chưa có thành phố nào gọi là thành công trong cái quyết định kết nghĩa anh chị em. Điển hình gần đây nhất thì thành phố Irvine là nơi gần cộng đồng người Việt Nam ở trong miền Nam California đã hoàn toàn thất bại trong việc kết nghĩa với thành phố Nha Trang. Có lẽ bởi vì cộng đồng gốc người Việt Nam đã nhanh chóng được tin là họ chuẩn bị kết nghĩa. Trong trường hợp Riverside trở lại thì thành phố Riverside đã quyết định kết nghĩa với Cần Thơ từ ngày 20 tháng 1 như anh và quý khán giả cũng đã biết. Và ngay sau đó thì người ta, tức là người dân ở trong cộng đồng, nhận được những cái lá thư phổ biến, những lời kêu gọi phổ biến ở trên các mạng lưới truyền thông. Tôi xin đơn cử lời kêu gọi của người đại diện liên đoàn chống cộng sản ở tay sai là ông Phan Kỳ Nhơn, chống nghị quyết 36 vân vân, đã lên tiếng, và chính ông đã kêu gọi là sẽ tổ chức một cuộc biểu tình tập hợp tại khu vực Riverside, tại City Hall của Riverside, để nói lên tiếng nói phản kháng. Không những chỉ ông một mình, ông Phan Kỳ Nhân và tổ chức của ông, chúng tôi còn ghi nhận được những lời phản kháng từ những người dân cử. Trong đó, ngày 22, tức là chỉ 2 ngày sau thì quyết định, thì thượng nghị sĩ Janet Nguyễn cũng đã ký một cái kháng thư gửi thẳng cho ông Bailey, là ông thị trưởng Riverside, đề cập về nhiều lý do tại sao không nên kết nghĩa với một thành phố Cần Thơ ở Việt Nam. Một mặt khác thì đối thủ cũng chạy đua cái chức thượng nghị sĩ, cũng chạy đua chức giám sát viên, đó là ông cựu thượng nghị sĩ Lugoya, ông cũng lên một cái bản kháng thơ đã phổ biến cho mọi người biết. Thì chúng tôi thấy rằng là chừng như là chúng ta đi chậm, chừng như là chúng ta là những người mà gọi là ở trong cái liên đoàn chống nghị quyết 36 cộng sản và tay sai đó, vân vân, của ông Phan Kỳ Nhơn đó, và kể cả những người đương kim như thượng nghị sĩ Trần Nguyễn, kể cả ông cựu thượng nghị sĩ Lugoya, đã đi sau, đã đi quá muộn. Điều này nói lên cái điều gì? Là nếu thực sự những người Việt ở hải ngoại đã tỏa được một cái chính nghĩa sáng ngời đến toàn thể tất cả các thành phố và các giới chức về chính trị, ở từ cái cấp thấp nhất, tức là thành phố, cho đến tiểu bang, mà sáng tỏ được những cái điều làm thế nào họ đồng ý với những quan điểm của tất cả những người làm chính, của chúng ta, của những người Việt ở hải ngoại, thì điều đó mới là cái quan trọng nhất. Thắng hay thua, được hay không được, có làm việc không làm việc, là quan trọng ở điểm đó. Trong trường hợp này, thưa quý vị, nếu gọi là thành công thì không thể gọi là thành công, tại vì cái sự kiện nó đã rồi. Và nếu gọi là lên tiếng phản kháng, thì cái sự kiện lên tiếng phản kháng đó là quyền của tất cả, mà chúng tôi trong quan điểm phát biểu ngày hôm nay, chúng tôi tôn trọng cái đó. Kể cả cái việc mà ông Phan Kỳ Nhân kêu gọi mọi người xuống thành phố để phản kháng cái quyết định này, thì cũng phải tôn trọng ý kiến của ông ta, và đó là công việc của ông ta. Nhưng mà tất cả những ý kiến phản kháng bây giờ, nếu trong đó có cả tôi nữa, đều là muộn, đều là muộn. Tại sao khi làm một công việc mà chúng ta đều để nó xảy ra rồi thì chúng tôi mới làm? Điều này cho tôi tự hỏi, phải chăng đây là những suy nghĩ của những người làm chính trị, những người làm cái công việc đấu tranh như ông Phan Kỳ Nhơn, thì tại sao là để quá trễ đấy? Nếu gọi là đấu tranh thì xin lặp lại, thì phải làm thế nào để sáng tỏ những cái điều mà ông đang đấu tranh cho tất cả các thành phố,
lớn bé cho dư luận Mỹ phải hiểu thấu được những cái điều mà ông không thích Cộng sản Việt Nam ở chỗ nào, để từ họ biết dè chừng khi đi đến quyết định. Còn bây giờ công việc đã không trọn vẹn. Chính nghĩa về phía ông Phan Kỳ Nhân và của những người không thích Cộng sản Việt Nam cũng đã chưa làm trọn vẹn, còn yếu lắm. Chúng ta chạy theo những cái đã rồi. Cái chuyện đó theo tôi đó là cái chuyện, thôi thì xin gọi bằng cái chữ có còn hơn không. Theo nhà báo Vũ Trung thì những sự phản đối đó, những sự biểu tình sẽ có như vậy đó, nó sẽ có một cái tác dụng là lật ngược cái quyết định của thành phố Riverside trong những ngày tới hay không, hoặc là có những cái tác dụng nào khác, thưa nhà báo Vũ Trung? Thưa anh, không thể nói một cách xác quyết là tác dụng nó sẽ như thế nào. Chúng ta nên nói về những cái quá khứ. Là những người Việt Nam ở hải ngoại, một số đông, nhất là những người ở trong cuộc, thường tự hào là đã có nhiều thành phố, và rất nhiều là khác nữa, đã có những nghị quyết là ngăn cản Cộng sản Việt Nam hiện diện trong khu vực thành phố đó. Nhưng mà nói rộng hơn thì cái sự ngăn cản đó nó có giá trị nhất định của nó, nhưng mà ngược lại nó có giá trị không thực tế của nó. Về mặt nguyên tắc về ngoại giao thì Việt Nam là một nước đã bang giao với Hoa Kỳ. Sự đi lại bất cứ một ai của một du học sinh khi được đặt chân vào Hoa Kỳ, của một viên chức Cộng sản Việt Nam ở bất cứ cấp bậc nào khi đặt chân Hoa Kỳ đều được quyền ngang bằng với lại những người công dân Mỹ. Ý tôi muốn nói kể cả những người có quốc tịch Mỹ, ngang bằng đó về mặt an ninh, về mặt nhân phẩm, về mặt nhiều mặt khác nữa. Thì thưa quý vị, những người chống thì cứ chống, và những người bênh thì cứ bênh. Và đó là một cái dấu hiệu của sự dân chủ ở Hoa Kỳ, mà nơi chúng tôi đang sống. Trở lại cái việc kết nghĩa chị em này, theo nhà báo Vũ Trung là nó sẽ có dẫn tới những cái kết quả cụ thể nào đó giữa hai thành phố, hay nó đơn thuần chỉ mang tính biểu tượng trong cái việc kết nghĩa này? Cảm ơn anh dùng chữ biểu tượng. Đối với những người làm như ông Phan Kỳ Nhân, tổ chức của ông, thì tại sao cái tổ chức nó có cái tên gọi là Ủy ban chống nghị quyết 36 Cộng sản phải tay sai? Thì công việc đó do cộng đồng đặt ra, và ông là người lãnh đạo của tổ chức này, thì đó là công việc của ông, thì ông cứ giữ cái công việc đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó sẽ có hiệu quả hơn, và nó sẽ chứng minh được cho mọi người trong cộng đồng ở chung quanh ông thấy được rằng ông có nỗ lực. Đằng này thì khi chuyện đã rồi thì ông lên tiếng chống, tôi cho là đó là cái chuyện mà mình nói nhẹ nhàng, đó là có còn hơn không. Đó là công việc của ông. Nhưng mà nếu mà mang lại tác dụng thì đã ký rồi thì tác dụng cái gì nữa? Nếu mà việc kết nghĩa này nó đem lại một cái lợi ích nào đó cho hai thành phố, cho người dân, đặc biệt là những người dân ở thành phố Cần Thơ, Việt Nam, thì việc chống lại việc kết nghĩa này phải chăng là nó đang đi ngược lại cái quyền lợi của người dân của hai thành phố này, thưa anh? Về cái nội dung của sự kết nghĩa thì nó ngoài cái sự hiểu biết của tôi. Tôi tin rằng cái sự kết nghĩa vốn dĩ đã có từ lâu giữa Hoa Kỳ và một số các quốc gia trên thế giới, giữa các thành phố của các quốc gia trên thế giới, chắc là nó phải có mang ý nghĩa. Nếu không thực tế về mặt kinh tế thì phải có ý nghĩa về chính trị, tượng trưng cho sự giao hảo bang giao, tượng trưng cho cái sự hòa bình. Tôi không dám nói khẳng định là kết nghĩa như thế sẽ mang lại lợi ích kinh tế, nó ngoài sự hiểu biết của tôi. Thành phố Riverside thì chỉ cách Little Sài Gòn chỉ có 40 dặm anh mà thôi. Những thành phố xung quanh đây như là Garden Grove, Santa Ana, Westminster, vân vân. Nếu phải làm một cái dự đoán, theo nhà báo Vũ Trung thì trong tương lai những thành phố này có những cái vấn đề kết nghĩa với một thành phố nào đó ở Việt Nam trong tương lai gần hoặc xa? Bây giờ nói đến quan điểm của những người chống nhé, chống sự kết nghĩa nhé, thì đầu tiên chúng ta phải nhìn lại toàn bộ hết cái hoạt động của chính từng cá nhân một. Có thật sự các anh hoạt động vì cái nhu cầu chung hay không, hay là thực sự hoạt động chỉ vì những cái gọi là những cái thích của cá nhân. Cái thích này nó bao gồm nhiều cái nghĩa: thích nổi tiếng, thích được mọi người biết đến, làm việc la làng trình bày ý kiến mà không cần biết cái hệ quả, cái hậu quả tốt và xấu của nó. Bạ cái gì cũng bênh, bạ cái gì cũng chống. Thì thú thật là cộng đồng Việt Nam hải ngoại đã để lại nhiều dấu hiệu cho thấy rằng vẫn có những cá nhân, vẫn có những cái tổ chức chỉ thích những tên gọi thôi, nhưng mà thực lực thì chẳng có là bao cả. Tôi đã từng biết có những cái tổ chức kêu lắm, 100 mấy chục cái hội đoàn, nhưng mà nếu mà tập hợp lại
thì mỗi hội đoàn chắc 5-3 người, nhưng mà danh xưng thì kêu rất là to. Chúng ta chừng như là sống bằng những cái tiếng kêu như thế để mà tự thỏa mãn lấy chính mình. Đôi khi đó gặp những cái nhóm người mà nó không có nghiêm túc đó, thì lại dùng cái đó để mà làm ảnh hưởng lên những cái sinh mệnh về buôn bán, cũng như những cái hoạt động và đi đến chỗ mà vi phạm vào cái quyền tự do phát biểu ý kiến, tự do kinh doanh vân vân của những người khác. Thì cái tai hại đó tôi nói thì nó bi quan, nhưng mà thưa quý vị khán giả, tôi tin một điều, cái sự sáng suốt của đại đa số những người thầm lặng luôn luôn nó dẫn đầu. Và cái đại đa số thầm lặng này sẽ đổi thay những cái suy nghĩ mà có tính cách thiền cận hẹp hòi đó, kể cả của những người đứng ra làm những công việc không công. Tức là mà các ông, các bà hay nói là chúng tôi, các anh cứ trách chúng tôi, chúng tôi mang cơm, ăn cơm nhà vác ngà voi. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi hiểu chứ, người thầm lặng hiểu, nhưng mà vác ngà voi vác theo kiểu nào? Vác kiểu tích cực, tạo tốt đẹp, xây dựng đoàn kết, hay là vác theo cái kiểu mà dùng cái vác đó để mà làm cho tan tác cái cộng đồng, để mà phân hóa cộng đồng? Có cái đời thổi nào mà một người Việt Nam tranh cử mà rồi chính những người Việt Nam lên bôi bác những người Việt Nam tranh cử đó, mà rồi cái hệ quả để lại rõ ràng, chỉ sau một thời gian rất là ngắn, kết quả bầu phiếu cho thấy rằng là cái điều mà chống đối lại cái người, những người Việt Nam chống đối ứng cử viên người Việt Nam đó thất bại hoàn toàn. Cử tri người Việt Nam không nghe theo quý vị. Bây giờ thú thật anh Lân nói ra thì nó buồn, nhưng mà một ai đó, tùy người thôi, có những người kêu gọi, người khác họ nghe. Nhưng mà ngược lại, dù cho tên tuổi như cồn, dù là bác sĩ, dù là giáo sư, dù là nhân sĩ, mà trong một quá trình dài đó mà không để lại một cái gì nó đích đáng, nó thật và nó nghiêm túc đó, thì cái lời kêu gọi bằng thừa. Xin lỗi để nói thêm, kể cả những người tu hành, những giám mục, những mục sư, những thượng tọa mà không có tư cách gì thì cái lời kêu gọi bằng thừa. Chúng ta đừng lầm tưởng là lời kêu gọi của một ca sĩ nổi tiếng, lời kêu gọi của một người gọi là nhân sĩ nổi tiếng, chỗ nào cũng xuất hiện, chỗ nào cũng là không cựu chủ tịch thì đương kim chủ tịch, không đương kim chủ tịch thì trong quá trình là lãnh đạo một tổ chức, nghe nổ như đom đóm. Nhưng mà về bản thân không làm được gì cho chính mình, bản thân thì chưa đóng góp một cái gì lớn lao cho cộng đồng bằng những công việc làm đàng hoàng, nghiêm túc. Tiền thì vừa mới đóng góp thì đã bắt đầu tiếng ong tiếng ve nó nổi lên. Thì cái sự mất niềm tin của cộng đồng nó vẫn còn đó, cái vết thương nó vẫn còn đó, mất niềm tin, bị ảnh hưởng. Nhưng mà thưa quý vị, với cái sức sống hiện tại của người Việt Nam, với cái dân trí của người Việt Nam hiện nay càng ngày càng sáng tỏ, họ đã có một thời gian để nhìn thấy hạt đậu nào là hạt đậu đen, hạt đậu nào là hạt đậu đỏ, hạt đậu nào là hạt đậu xanh. Cho nên chúng ta cứ nhìn thấy cái sức mạnh của người Việt Nam, họ đang có một cái chuyển mình rất là lớn. Chúng ta rõ ràng, chúng ta đã loại bỏ đi những cái cây xấu, chúng ta đã lỡ trồng của những người dân cử đi trước kia 10 năm. Và rồi chúng ta lại bắt đầu làm lại từ đầu, xây dựng một cái cây trồng mới. Cái cây trồng đó là cây trồng giám sát viên Trần Anh Nguyễn. Bà có làm được hay không là do bà. Cho dù là chúng tôi có bầu cho bà ngày hôm nay, nhưng trong một tiến trình sắp tới, những ngày tháng sắp tới bà không làm được, chúng tôi có bổn phận và bắt buộc phải chặt cái cây đi để thay thế bằng cây mới. Cái cây đó, đối với tình trạng hiện nay của thượng nghị sĩ Trần Nguyễn, rõ ràng bà đang từ một cây nhỏ giám sát viên, bà đã trở thành một cây tương đối có cái đường kính to hơn, khó nhổ hơn, khó chặt hơn. Nhưng mà đừng có nghĩ thế mà không làm việc, đừng có nghĩ thế mà đi lệch lánh cái suy nghĩ của cộng đồng, suy nghĩ của đám đông. Đó là cái chân lý. Tôi tin một điều của đó là một cái chân lý mà bất kỳ một ai, không phân biệt là trình độ giáo dục cao hoặc thấp, không phân biệt là trước kia làm gì, không phân biệt người đó hiện nay đang mệt mỏi với cái đời sống mớ rau còn cá hàng ngày, nhưng mà phải làm việc, làm việc và làm việc, làm việc cho đàng hoàng. Quay trở lại cái chủ đề về việc kết nghĩa chị em giữa hai thành phố Riverside và thành phố Cần Thơ, nhà báo Vũ Chung cho một cái kết luận của riêng ông về cái sự kiện này, thưa ông. Đó là chuyện chính trị giữa quốc gia với quốc gia, giữa thành phố với thành phố. Mà khi mà nói về chuyện chính trị thì bản thân tôi cũng như nhiều người khán giả khác thì chúng ta chưa chắc đã hiểu những cái thâm thúy, những cái nhìn xa của những người làm chính trị. Những người làm chính trị không phải là họ có quyền làm bất cứ cái việc gì, nhưng mà thú thật chúng ta không phủ nhận cái công việc của họ, đó là cái nghề.
dù chúng ta có chấp nhận những người làm chính trị hay không chính trị, dù chúng ta luôn luôn bị một cái ấn tượng xấu, ồ, những người làm chính trị họ chỉ lo cái xác của họ thôi, họ chỉ biết kiếm tiền thôi. Tôi xin đặt lại câu hỏi, một quốc gia, bất cứ quốc gia nào cũng đều phải được bị lãnh đạo, phải được lãnh đạo bởi một nhóm người. Nhóm người đó là nhóm người để vận hành cái cho nó suôn sẻ sinh hoạt của từng cá nhân một trong quốc gia đó. Chúng ta gặp một người giỏi, một người có lòng thì cái đất nước là cái nơi đọc cộng đồng có được nhờ. Còn nếu mà chúng ta rơi phải những người chính trị mà không đâu vào đâu cả, vì nói ví dụ như chẳng hạn những cái chế độ độc tài như Kim Jong Un như hiện nay chẳng hạn, hay kể cả Tập Cận Bình, tuy là phát triển kinh tế đấy, nhưng mà một mặt khác á, những người dân thật sự vẫn còn bị thua thiệt những cái quyền căn bản nhất là sự đi đứng, ăn nói, diễn đạt. Hiện nay những người lãnh đạo độc tài đó họ đâu có hiểu rằng cái giá trị của cái sự tự do báo chí nó quan trọng như thế nào. Chính cái sự tự do báo chí là cái phương tiện để bảo vệ cái ghế ngồi của họ. Tôi tin rằng, tôi nói xin lỗi, ví dụ một ông bộ trưởng công an Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay bộ trước đây, một ông bộ trưởng Cộng sản Việt Nam, ông hiểu rằng cái đường lối chính sách của Bộ Công an, của những người làm công việc lo về an ninh, bảo vệ ổn định trật tự xã hội, nó có những cái chồng chéo, có những cái sai, không đúng, không tôn trọng nhân quyền. Mà nếu mà không thay đổi đó, thì một ngày đó ông không còn là Bộ trưởng Công an nữa, hay kể cả ông không còn là Thủ tướng nữa, coi chừng sẽ lại bị những cái mà mình đã làm ra nó lại quay ngược lại áp đặt lên trên chính bản thân của mình. Vậy thì trở lại cách an toàn nhất, cách rộng mở nhất là từng bước một chuẩn bị cho những cái sự tự do dần dần tùy theo cái nhu cầu của tình hình đất nước, nhất là về mặt an ninh. Thưa quý vị khán giả, không có cái gì quý bằng một cái sự ổn định của một quốc gia. Trong quá khứ chúng ta đã làm cái điều gì mà hãy tự hỏi lòng mình, nếu có những người không phật ý, có nhiều người phật ý thì chúng ta hãy làm lại, không có gì khó khăn. Nếu tôi là người đang lãnh đạo đất nước Việt Nam hiện nay, hoặc là ai khác đang lãnh đạo đất nước Việt Nam, thì chúng ta có ngần ngại gì khi mà nói chuyện với nhau, những người trong và người ngoài nói chuyện với nhau bằng một câu tử tế, nếu cần sẵn sàng để xin lỗi. Nhưng mà xin lỗi theo cái dạng nào thì tùy, làm thế nào để thỏa lòng nhau thì lúc đó trong và ngoài với đâu vào đó, không có những cái mà nó cọ sát đến độ mà hàn gắn hoài mà nó cũng chưa đâu vào đâu. Cái quan trọng nhất tôi muốn trình bày ở đây á, là ở trong nước là phải biết những cái người nào giá trị không giá trị của người hải ngoại. Còn nếu mà đưa về trong nước những người mà không có giá trị gì cả, không có một tiếng nói, một cái lời nói nào, một cái thái độ nào, một cái quá trình làm việc nào mà xứng danh để mà người hải ngoại được tôn trọng, mà đem những cái hình ảnh của những cá nhân đó trở thành một biểu tượng của những Việt kiều A, B, C, D, Việt kiều yêu nước, thì thú thật đôi khi nó phản tác dụng. Đôi khi nó phản tác dụng. Nếu tôi biết anh Lân là một người đàng hoàng ở hải ngoại này, mà anh Lân trở ở trong nước vẫn tiếp tục đi làm công việc của mình, thì cái tiếng nói của anh Lân đối với người hải ngoại cũng được tôn trọng. Thậm chí người trong nước nhìn cái tư cách của anh Lân, người ta cũng quý trọng. Cái đó mới là giá trị, cái đó mới là cái thuyết phục để mà hàn gắn được những cái xung khắc giữa người trong nước và người hải ngoại nước. Tôi còn đưa một người không ra gì cả ở ngoài này thì không làm được cái gì cả, bác sĩ Bà Tú, nói năng thì một phía một chiều, ca ngợi thì đôi khi những người trong nước cũng xấu hổ luôn, ca ngợi một cách phải nói là lên tận trên mây, thì đâu có giá trị đâu. Tôi tin rằng là chúng ta hãy bằng phẳng với lương tâm của chúng ta để nhìn ra cho cặn kẽ. Chúng ta thật sự xây dựng một đất nước Việt Nam, thật sự muốn đoàn kết được cái sức mạnh của người Việt Nam, hợp với nhau của trong của ngoài, đó là cái điều mà vô cùng mong đợi đấy.